hello xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã đến với video của chúng tôi ngày hôm nay hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn năm cái cách chăn nuôi lợn rừng mà bạn cần phải biết hãy cùng phương lợn rừng khám phá nhé đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu về cái môi trường sống của lợn rừng trước khi bắt đầu nuôi lợn rừng thì bạn cần nắm vững về cái môi trường sống tự nhiên của chúng lợn rừng thích sống trong các cái khu khu rừng nguyên sinh các bạn ạ, có nhiều nguồn thức ăn tự nhiên và không gian rộng lớn để mà các bạn ấy di chuyển. Tiếp theo là chúng ta tạo điều kiện sinh sản tốt để mà chăn nuôi lợn rừng thành công thì các bạn tạo ra một cái điều kiện môi trường thích hợp cho sinh sản, hãy cung cấp các cái hốc địa để lợn có thể sinh sản một cách tự nhiên, nhiên và an toàn. Tiếp theo là quản lý cái chế độ ăn uống và dinh dưỡng. Chế độ ăn uống và dinh dưỡng thì đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc nuôi lợn rừng. Hãy cung cấp các cái thức ăn nó đa dạng, giàu dinh dưỡng để đảm bảo cái sức khỏe và phát triển của lợn rừng. Kế tiếp là giám sát đến sức khỏe và phòng bệnh cho lợn rừng. Cái việc này nó hết sức là quan trọng để đảm bảo cái sức khỏe cho lợn rừng thì bạn cần thường xuyên kiểm tra và giám sát cái tình trạng sức khỏe của chúng đồng thời thực hiện các cái biện pháp phòng tránh bệnh tật hiệu quả cách thứ năm là bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cuối cùng thì hãy nhớ và luôn bảo vệ cái môi trường sống của lợn rừng và thực hiện chăn nuôi bền vững hãy tôn trọng và duy trì sự cân bằng sinh thái để mà các bạn giữ cho cộng đồng lợn rừng ngày càng phát triển như vậy là chúng ta đã bỏ túi được 5 cái cách chăn nuôi lợn rừng mà bạn cần phải biết. Các bạn đừng có quên nhấn nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều những cái video khác hữu ích hơn của từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã dành những cái thời gian quý báu của mình để theo dõi hết cái video của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.